Xin chào mọi người. Vào những ngày trời nóng nực như thế này thì một chiếc điều hòa như vị cứu tinh cho tất cả mọi người vậy. Cái thương hiệu Panasonic thì luôn được người Việt mình ưa chuộng cả chục năm nay rồi. Vậy thì điều hòa Panasonic có tốt không? Bởi vì Panasonic thì không chỉ sản xuất mỗi điều hòa không mà nó còn sản xuất rất là nhiều những cái sản phẩm. Đồ gia dụng hay là đồ điện lạnh, tủ lạnh này, tivi này, máy giặt này, hay là những cái vật dụng ở trong bếp, ví dụ đồ cơm điện là một số thứ khác nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái ưu nhược điểm của điều hòa Panasonic, xem là mình có nên sử dụng cái điều hòa này không nhá. Nói về ưu điểm trước thì đầu tiên Panasonic là một hãng đồ điện tử rất là nổi tiếng đến từ xứ sở hoa anh đào, đó là quốc gia Nhật Bản. Nhắc đến Nhật Bản thì các bạn cũng biết rồi, đây là một quốc gia mà có tiêu chuẩn đầu ra cho tất cả các sản phẩm của mình rất là khắt khe. Thế nên là các bạn cũng hiểu được những sản phẩm của Panasonic thì sẽ khá là tốt, có chất lượng cao và luôn được mọi người ưa chuộng. Những sản phẩm của Panasonic thì không chỉ được bán tại Việt Nam mình mà còn bán trên toàn cầu. Cái độ phủ sóng của nó khá rộng nên nó có một ưu điểm, đó là chế độ bảo hành khá tiện lợi. Các bạn có thể nhìn thấy một vài hình ảnh mà mình đang chiếu về chiếc điều hòa Panasonic. Nhìn vào đây thì chúng ta đã có thể thấy được cái vẻ hiện đại, những cái thiết kế trang nhã của điều hòa Panasonic. Tuy là đơn giản nhưng mà chính cái sự đơn giản này lại làm nên nét sang trọng, tinh tế cho sản phẩm. Và bên cạnh đó, thiết kế cái phong cách này cũng phù hợp với nhiều kiểu nhà, không gian khác nhau. Điều hòa Panasonic thì được nhiều người dùng đánh giá là làm lạnh sâu. Điều hòa thì giảm nhiệt độ khá là nhanh và làm lạnh cho căn phòng rất là sâu. Trời nóng như này mà chúng ta ở trong căn phòng mát lạnh thì tất nhiên là chúng ta sẽ rất là thích rồi. Điều hòa Panasonic thì có được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại. Nhiều công nghệ hiện đại thì không ít cái công nghệ là độc quyền. Tiêu biểu như là công nghệ khử mùi lọc khí NanoG, Nano X, công nghệ IL2X làm lạnh tự động, là dust sensor lọc không khí, hay là cảm biến auto comfort khống chế cái nhiệt độ, tạo cảm giác dễ chịu. Thông qua những cái hình ảnh mà mình vừa chiếu vừa rồi thì các bạn cũng sẽ hiểu là điều hòa Panasonic nó rất đa dạng mẫu mã. Có những chiếc thì dao động từ 7 đến 10 triệu, nhưng cũng có những chiếc thì khoảng hơn 30 triệu. Nó tùy vào khả năng tài chính của mỗi người, hoặc là tùy vào diện tích căn phòng để chúng ta có thể sở hữu một chiếc điều hòa. Bên cạnh những cái ưu điểm thì điều hòa Panasonic cũng sẽ có một số nhược điểm, ví dụ như là giá thành của nó khá là cao, bởi vì là một thương hiệu nổi tiếng và uy tín nên là chất lượng tốt thì sẽ đi đều với cái việc là giá thành chi phí cao rồi, và là vì phổ biến ở trên thị trường hiện nay nên là sẽ có rất là nhiều chỗ mà người ta làm điều hòa hàng fake, hàng giả, hàng nhái. Thế nên là các bạn phải tìm một nơi thật là uy tín để có thể mua được một chiếc điều hòa chính hãng. Không phải tự nhiên mà điều hòa Panasonic lại được rất nhiều người ưa chuộng và săn đón. Qua những chia sẻ vừa rồi của mình thì hy vọng là các bạn có một lựa chọn mua được một chiếc điều hòa phù hợp đối với gia đình của mình để có thể sử dụng trong mùa hè này. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.